Xin chào các anh em. Thì trước mắt chúng ta là cái một cặp kèn của Heo La. Kèn này người ta gọi là kèn dĩa. Thì loại này nó là kèn của xe hơi, cho nên là nó sẽ có hai cái. Một cái đây là chữ HT, là chữ chữ 2 á. Đây, con này là tần số là 420 Hz. Còn con này là con low LT. Con này tần số là 350 Hz. Hai con này là hai tiếng khác nhau, cho nên để nó kết hợp lại thì âm thanh nó rất là hay. Thì kèn loại này thì nó có cái ưu điểm đó là kháng nước. Đây, thông tin nó ghi rõ trên kèn này, kháng nước. Mình rửa xe nhiều hay gì đó không, hoặc là mình gắn ở vị trí thấp á, thì nó có văng nước nó cũng không sao cả, kèn không có bị vô nước chết. Rồi, đây thì mình đã lắp lên xe. Xe này là Winner. Winner thì kèn zin nó thì anh em cũng biết là rất là nhỏ rồi. Kèn zin thì kèn thông dụng thì rất là nhỏ. Thì này mình đã lắp lên xe rồi. Đây là vị trí mà mình lắp lên xe để cho anh em nào ở xa thì có thể tiện tham khảo nè. Cái thứ nhất là cái hai mình gắn ở vị trí lỗ kèn zin. Cái này gắn phía trước. Còn cái lâu là cái âm trầm thì mình gắn sao cũng được, nhưng mà quan trọng là nó không có bị cạ vào trong cái sườn xe, hoặc là cạ vào dàn nhựa, hoặc là cạ vào bất kỳ thứ gì khác. Rồi, còn ở đây là thì cái relay relay cho kèn để mà nó cấp điện cho hai cái kèn nó đủ điện. Tại vì kèn này công suất lớn cho nên là mình phải đi dây relay cho nó. Tại vì nếu mà mình để cái dây zin nó mà mình cắm cho hai cái kèn đó, thì thứ nhất là cái tiếng của nó sẽ không có kêu hết cái công suất. Thứ hai nữa là đi thời gian đó là nó sẽ bị chảy cái nút còi, nút nhấn á, sẽ bị chảy. Rồi, đây là relay mình đi, mình bọc ống rất là kỹ. Ở đây thì dây rút mình có cái chốt, nó cắm vào trong sườn luôn. Đụng ra. Rồi. Thì cái kèn này mình đi dây thẳng ở dưới ắc quy lên luôn. Đây là cái hộp cầu chì để mà bảo vệ cho kèn. Thì nếu mà kèn nó có vấn đề gì đó thì nó sẽ đứt cầu chì, nó sẽ ngắt, không có gây hại gì cho xe. Đây là cái cầu chì dự phòng mình để sẵn luôn. Gắn vào cái khay của những cái hộp cầu chì cũ y chang luôn, gài vô rồi xong là sử dụng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test cái âm thanh của kèn. Thì cái này mình quay video bằng điện thoại cho nên có lẽ nó sẽ không có thu âm chuẩn hết, nhưng mà có thể là 80-90% của cái âm thanh thật để anh em có thể nghe rõ. Rồi, như vậy là đã hoàn thiện và cái kèn đã kêu hết công suất của nó. Đây là những cái giắc kèn mình đã bấm code như zin hết luôn. Rồi, anh em nào có thể có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình và mình sẽ ráp cho anh em. Tùy theo xe, tùy theo cái ý tưởng hoặc là vị trí như thế nào thì giá cả có thể khác nhau, nhưng mà cái kèn á, nếu mà anh em mua về thì một cặp như vậy là 350 nghìn. Ở xa thì anh em chịu thêm một ít tiền ship thôi. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều.